Dạ, em xin chào tất cả các anh cần thủ đã quay trở lại video 623 của kênh em nha, video đầu tuần ạ. Và hàng ngày em thì về liên tục nên là các anh cho em xin một lượt đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nha các anh. Video cần và máy này, có máy câu thì size tầm 2000, chủ yếu là mình câu lua nha, 2000, 2005, câu câu đơn, câu lua, câu cần ISO. Và một con máy Fly của con máy Fly Kenrap nha các anh. Đó, em sẽ lên chi tiết cho các anh ạ. Và cần hôm nay là một lô cần tay mới nha, một lô cần tay mới về, cần tay câu đơn câu đài này, có cả cần tay máy phụ luôn. Và Heiichi rất là nhiều mẫu nha các anh, ISO khoen lớn khoen nhỏ. Và cuối video em có hai cây cần Fly này. Đấy, hai cần Fly cho các anh câu suối mình có thể ghép vào máy luôn nha. Và giá bên em báo chưa bao gồm phí ship ạ. Phí ship mỗi đơn cần là 40.000, còn đơn máy là 30.000 một đơn. Các anh đặt hàng thanh toán trước hoặc đặt từ hai sản phẩm trở lên thì bên em sẽ miễn phí ship nha. Và anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ em qua số điện thoại là 0933 111 365 ạ. Và mã đầu tiên nha. Mã đầu tiên thì em có một cái bắt máy Fuji Titanium nha các anh. Dòng này là LX6 này. LX6 các anh gắn máy câu lục ấy, hoặc là máy câu ngâm lăng xê sông hồ á, mình gắn vào đều vừa hết nha. Bắt Fuji Titanium. Vẫn còn sử dụng tốt nha các anh. Đấy, bắt Titanium cho mình này, Fuji nha, LX6. Và mã số là số 1. Bát này có giá là 250.000, mã số 1 nha các anh, giá 250.000 ạ. Và tiếp theo mã số 2 sẽ là một con máy câu Fly nha. Máy câu Fly, máy này nó có về kèm dây nè, dây câu Fly luôn nè, đầy cuộn luôn. Đầy cuộn cho các anh luôn. Kenrap nha, hãng Kenrap ạ. Đây mở ra xem. Hơi sức sơn một tí thôi chứ không ảnh hưởng gì đến hoạt động của máy. Máy còn êm mượt lắm ạ. Kenrap nè. Khi mà các anh xoay ngược á, nó sẽ có cái độ nặng nha, để nó có cái độ hãm á, để mà mình ghìm cá này. Quay rất là nhẹ. Còn khi mà xoay ngược thì nó sẽ có cái độ nặng cho mình. Kenrap nha các anh, máy Fly ạ. Mã số 2 có giá là 320.000. Máy mã số 2 giá 320.000 ạ. Tiếp theo mã số 3 sẽ là con máy dòng Team Dawa nha. Team Dawa 2000, hàng nội địa Nhật, made in Japan này. Xài thực máy size 2000 luôn, thích hợp để các anh gắn vào cần mình câu lua hoặc là câu ISO đều được nè. Máy size 2000 thích hợp nha. Cối sóng, cối của nó là dạng cối kim loại. Thân carbon, cối và tay quay là kim loại. Có tiếng lưỡi gà rất là bén nè. Gà cước chắc chắn ạ, còn lăng thì còn sáng. Nó rất là sáng luôn nha các anh. Cực kỳ sáng luôn. Đấy, vẫn còn xoay được nè, màu vàng gold ạ. Tim đai qua. Tay quay nè, gập gọn được nha. Và máy một chiều sẽ có thắng ABS. Nó quay rất là nhẹ. Cực kỳ nhẹ, cực kỳ mượt luôn. Tay quay đổi chiều hai bên được ạ. Team Dawa Japan. Mã số 3 nha. Mã số 3 và máy có giá là 450.000. Mã máy số 3 có giá là 450.000 ạ. Và tiếp theo mã số 4. Số 4 là một con máy Shimano dòng Nasi 2005 nha các anh. Nasi 2005. Lua ISO nè. Máy nhẹ mượt. Rất là thích hợp luôn nha. Rất thích hợp anh nào mà câu lua á, mình nên chọn những con máy như này. Quay nó mượt mà nha, nó mượt và nó nhẹ nữa, vòng tua cao. Mọi chức năng hoạt động tốt nè, gạt cước chắc chắn, con lăng còn sáng ạ. Cối là dạng cối kim loại. Nasi 2005 nha các anh. Nasi 2005 thì thông số cước 2 sẽ vào được 170m này, 2.5 thì vào được 150. Cối sóng có tiếng lưỡi gà nhỏ nha. Và con máy này là hàng Malaysia xuất Nhật. Đổi chiều tay quay được nè, đổi được cả hai bên, thân carbon cố và tay quay là kim loại. Và nó có nút châm dầu nha các, nút châm dầu mình chỉ cần vặn ra mình châm dầu trực tiếp vào máy luôn. Rất là nhanh nha. Có thắng ABS này, máy quay nhẹ tê. Không hề sao, không hề lắc luôn nha. Nó chỉ bị mờ thông số thôi, chứ cái phần thân nó cũng không có xước xát nhiều nè. Phần thân cũng được 85% nha các. Nó chỉ mất thông số ở phần cố thôi nè. Quay nhẹ tên luôn. Còn đây sẽ là hai chiều. Nhẹ mượt luôn nha các, Shimano Nasi 2005. Và máy có mã số 4 nha. Con này mã số 4 giá là 1.150.000. Mã máy số 4 ạ, có giá là 1.150.000. Và tiếp theo mã số 5 là con máy dòng Shimano Twin Power XT 2000 nha các. Cái dòng Twin Power này nó kháng nước, kháng mặn rất là tốt nha. Kháng mặn rất là tốt. Thân carbon này, cối và tay quay là dạng kim loại. Tay quay nó gập gọn được nha. Gà cước này chắc chắn. Con lăng đây còn rất là sáng luôn nha các. Con lăng nó sáng bóng luôn nè.
cổ sống có tiếng lưỡi gà. Và thông số cước, cước 2 vào 150m, còn cước 3 vào 100m ạ. Cước 3 sẽ vào 100m. Mọi chức năng còn hoạt động tốt này, êm mượt, tay quay đổi chiều được. Đổi được hai bên. Tàu Win thì hàng Japan rồi nhé các, hàng nội địa Nhật. Có thắng ABS này. Không hề xào, không hề lắc luôn nha. Ngoại hình máy tốt, 85% đổ lên. Nó chỉ bị mất thông số này. Đấy, mất cái chữ 2000 ở bên này. Tàu Win Power nha các. Mất một cái chữ 2000 bên này nè, và thông số dây ở dưới. Chứ nó cũng không ảnh hưởng gì đến hoạt động máy nha. Máy rất là mượt. Và mã số là số 5. Mã số 5 có giá là 1.600.000 ạ. Mã máy số 5 có giá là 1.600.000. Và tiếp theo thì em xin phép lên cần ạ. Đầu tiên thì em có một mã cần cần tay thanh lý nha các, hàng công ty thanh lý. Khoảng BVLC này. Cái này nó có đi kèm túi nha. Có kèm túi và nắp chụp đầu cần đầy đủ. Khi mà em ship hàng đến á thì bên ngoài sẽ quấn một cái lớp bọc ni lông nha, để mà chống xây xước. Tránh xây xước cần khi mà đến tay các anh. Chiều dài cái này là 4m8 ạ. BVLC 4m8. Hàng công ty thanh lý nha các anh. Này mở anh xem phôi này. Phôi là phôi carbon nha. 4m8 nó nặng chỉ có 152g thôi. Phôi còn phôi carbon này. Có những cái rãnh để mà chống kẹt lóng cho mình, là các anh cứ yên tâm không. Rãnh chống kẹt lóng này. Phôi cũng khá là dày nha. Phôi tương đối dày. Trôi chép cái này các anh dòng thoải mái. Và ở lóng ngọn á, thì phôi nó sẽ là xoắn nổ như này. Còn ở các lóng còn lại á, thì màu nước sơn màu đen trơn này. Nó xoắn mà xoắn chìm bên dưới lớp sơn nha các. Nó xoắn chìm ở bên dưới lớp sơn. Để mình có thể buộc dây bảo hiểm vào đây. Buộc dây bảo hiểm vào. Chiều dài 4m8 này. Độ cứng tầm 5H nha các. Nắp chụp túi đi kèm đầy đủ. Đầu bu thì xoay 360 độ chống xoắn nha. Đây mà các xem nè, hàng mới, hàng thanh lý nha. Nên là cần sẽ còn rất là sáng, nó không có bị xây xước gì nhiều. Độ cứng 5H nha các, 4m8, cứng 5H nè. Trôi chép, sông hồ tự nhiên, các anh câu thoải mái. BVLC 4m8 ạ. Và ngọn cần sẽ là 1.2 ly, trọng lượng là 152g. Mã cần số 1 giá là cái này 390.000 nha các. Mã số 1 này có giá là 390.000, túi nắp đi kèm đầy đủ hết nha. Và tiếp theo mã số 2. Số 2 là một cây 5m4 ạ. Một cây 5m4. Thế thì phôi lóng nó bên trong cũng giống như nhau, nên là em xin phép đọc thông số nha. Đọc thông số 5m4 này. Đây mở ra xem, nắp chụp đầy đủ luôn. Ngọn này xoay 360 độ chống xoắn nha, ngọn 1 ly 2. Phôi ở lóng ngọn nó sẽ xoắn nổi, còn các lóng này thì xoắn chìm này. Là mình thấy màu nước sơn đen trơn thôi. Còn lóng ngọn này nó xoắn nổi luôn. BVLC 5m4 ạ. 5m4. Cứng tầm 5H luôn nha các. Đều có những cái rãnh chống kẹt lóng này. Và cây này ngọn 1 ly 2, trọng lượng 180g. Mã cần số 2 giá là 420.000. Mã số 2 giá cần 420.000 ạ. Và tiếp theo mã số 3. Tiếp theo mã số 3 ạ. Sẽ ok BVLC dài 6m3. Cây này chiều dài nó là 6m3 nha. Cái cành là xanh chấm đen này. Câu chép, trôi chép, hồ dịch vụ dòng thoải mái. Còn rất là khỏe nha các, 6m3 và độ cứng nó độ cứng 5H này, dễ ra mồi. Nè, rảnh chống kẹt lóng cho các anh ạ. BVLC dài 6m3. Đầu bu cũng là đầu bu xoay 360 độ chống xoắn nha. Đây mở anh xem nè. Đầu bu xoay 360 độ chống xoắn. Phôi lóng bên trong thì cũng đều giống như nhau nha. Và 6m3 này, độ cứng 5H, ngọn là 1 ly 2, trọng lượng 225g. Mã số 3. Mã cần số 3 nè. Và cây này có giá là giá 520.000 ạ. Mã số 3 giá cần là 520.000. Chiều dài 6m3. Và tiếp theo mã số 4. Số 4 sẽ là một cây cần tay gờ đúp nha các. Hàng công ty thanh lý này. Gờ đúp chính hãng nha. Có tem chống hàng giả. Cây này dài là 4m. À cây này chiều dài nó là 5m4. Chiều dài 5m4 ạ. Cần tay gờ đúp. Các anh có thể quấn cái dây bảo hiểm vào đây. Quấn dây buộc bảo hiểm vào. Đều có rãnh chống kẹt lóng nha. Đều có rãnh chống kẹt lóng. Hàng chính hãng công ty ạ. Gờ đúp 5m4.
và ngọn cái này ngọn 1.4 ly. Ngọn con sẽ là ngọn 1.4 ly. Đây mời các xem nắp chụp đi kèm đầy đủ nha. Ngọn đây 1.4 ly. Đầu bu xoay 360 độ chấm xoắn ạ. Ngọn cũng tương đối to, cây này cứng cao này. Ở đây nó dính keo nha các, dính keo mình có thể vệ sinh được. Chiều dài 5m4 cần ra thẳng tóc luôn. Ra rất thẳng, cây này cứng tầm 6-7H nha. Cứng tầm 6-7H, các anh đánh săn hàng được ạ. Câu hồi dịch vụ ok này, gỡ đớp 6-7H. Ra rất là thẳng luôn nha. Ngọn của nó sẽ là 1.4 ly, trọng lượng 152g, mã cần số 4. Và cây này có giá là 800.000 ạ. Mã cần số 4 giá 800. Giá giao của họ là đã là 1.370.000 rồi nha các. Giá thanh lý này 800.000, mã cần số 4 giá 800.000 ạ. Và tiếp theo mã số 5. Số 5 sẽ là một mẫu cần tay máy phụ nha, Ryobi, chiều dài 4m5. Chiều dài 4m5 và cây này có tổng cộng là 5 lóng ạ. Nắp chụp đi kèm đầy đủ này. Khuyên cái khuyên Fuji xứ xích. Và ngọn sẽ là 0.6 ly. Ngọn cần ngọn 0.6 ly ạ. Full carbon xoắn này. Full carbon xoắn cho ra. Cần cũng còn tương đối nha, tầm 85%. Hàng bãi đã qua sử dụng thì nó sẽ không tránh khỏi xước xát đâu ạ. Nhưng mà quan trọng là phôi lóng cần này, phôi lóng không dập gãy, còn tốt nha, còn câu tốt. Cái này ra thẳng tắp luôn, độ cứng nó khoảng tầm là 2. Tính theo cần tay á, thì cái này hiện tại tầm 3.5H nha các. 3.5 đến 4H. Ra thẳng không võng, thẳng tắp luôn ạ. Ngọn là 0.6 ly, trọng lượng 137g, mã số 5, giá cần 550.000. Mã số 5 nha, có giá là 550.000. Khoen cái là khoen xứ xích này. Khoen cái khoen xứ xích. Phôi carbon xoắn ạ. Và tiếp theo mã 6. Mã 6 sẽ là một cây cần tay máy phụ. Chiều dài cây này 4m5 luôn. Chiều dài 4m5, bát Fuji FS6 bắt gập này. Khoen cái khoen Fuji xứ xám. Khoen bát Fuji. Phần tay cầm của nó sẽ được làm nhám nha, là các anh cầm rất là chắc tay, mình yên tâm. Ngọn sẽ là ngọn 0.6 ly ạ. Ngọn cần ngọn 0.6 ly. Thì bên em hàng hóa về liên tục nha, máy và cần về rất là nhiều. Nên là các anh nhớ đăng ký kênh của em và bật chuông thông báo để mình không bỏ lỡ những cái video máy, video cần mới nhất nha. Nước sơn đẹp nè, nước sơn cũng còn được tầm 85%. Vài vết xước li ti như này nha các. Nó không có quá sâu đâu nha, cho trên bề mặt nước sơn thôi. Chiều dài 4m5, cây này cứng tầm 1.5 ạ. Tính theo cần tay nó được tầm 3H. Ngọn 0.6 ly và trọng lượng là 240g. Mã cần số 6 giá 600.000. Mã cần số 6 nha, cây này có giá 600.000 ạ. Và tiếp theo mã số 7 này. Một cây cần tay máy phụ 6m2 độ cứng 2 ạ. Cây này hãng Olympic, có tem vàng nha. Chinh chiến cũng khá là nhiều. Chinh chiến khá nhiều này. Bát Fuji FS6 dạng bát gập ạ. Bát gập cho các. Khuyên thì là khuyên Fuji xứ xích này. Ngọn con sẽ là ngọn 0.7 ly. Cái này ngọn 0.7 ly. Phôi này nó xoắn từ lóng ngọn luôn rồi nha các. Phôi carbon. Phôi carbon xoắn toàn thân. Các anh muốn xem chi tiết hơn á, hoặc là xem video ra cần test độ nảy thì cứ các bạn Zalo với em nha. Số điện thoại em có ghi trên góc màn hình là 0933111365 ạ. Có xước nhưng mà không dập không gãy, cần ra thẳng tóc luôn này. Độ cứng 2, tính theo cần tay nó được tầm 4H ạ. Ngọn 0.7 ly, trọng lượng là 220g, mã cần số 7 giá 700.000. Cái này có mã số 7 giá 700 ạ. Chiều dài cần là 6m2, độ cứng 2, tay máy phụ. Và tiếp theo này, mã cần số 8. Mã số 8 sẽ là một cây cần tay trợ máy 7m2 nha các, 7m2. Tay cầm cũng được làm nhám này, nó làm nhám là cầm cực kỳ chắc chắn luôn. Còn bát là Fuji FS6 dạng bát gập. Khuyên cái là một khuyên Fuji xứ xám nha. Một khuyên Fuji loại xứ xám. Cái này ngọn cần sẽ là 0.5 ly. Ngọn cực kỳ dẻo dai nha các. Cần tay máy phụ này thì cũng giống như cần tay thôi, mình câu chủ yếu là câu cảm giác nha, chứ nó sẽ không có cái độ cứng cao. Chỉ là mình câu cảm giác này. Chiều dài 7m2 ạ.
có xước li ti nha các anh, nhưng mà không dập không gãy nha các anh nhận hàng á. Mình kiểm tra hàng trước khi thanh toán giúp em ạ. Chiều dài 7m2, cần ra cũng tương đối thẳng này. Độ cứng nó khoảng tầm là 1-1.5, tính theo còn tay được 3H. Ngọn là 0.5 ly, trọng lượng ra 313g. Mã cần số 8 giá 750.000. Mã số 8 cây này có giá 750.000 ạ. Cần tay máy phụ. Và tiếp theo mã 9 này, một cây cần tay lóng ngắn. Dòng mà Tenkara nha, Tenkara cho các anh câu suối. Cái này thu gọn nó nhỏ gọn luôn, chỉ có 40cm thôi. Mình bỏ ba lô này, đi câu suối rất là tiện. Chiều dài sẽ là 3m3. Chiều dài 3m3 nha các anh. Cây này phô của hãng Olympic. Olympic này, xoắn toàn thân luôn, xoắn gỗ toàn thân, tên vàng vẫn còn đầy đủ. Tay cầm nó là dạng cán cán gỗ bần nha, cán gỗ bần, nắp nguyên zin này. Giờ ở đây thì nó bị xước một tí nha các anh. Tình trạng thì như trên video nha, như trên video, và giá thì cũng đã theo tình trạng của cần này. Siêu nhẹ luôn, 3m3 và trọng lượng chỉ có 67g thôi. Các lóng của nó thu gọn này, nhỏ gọn, tiện lợi để mà mình mang theo. Phô carbon xoắn này. Em thấy cái lóng đầu thì cái lóng đầu của nó vẫn còn đẹp nha, còn tương đối đẹp, cũng được 90-95% này. Xước sát ở mỗi phần lóng gốc này, nó cũng là dạng xước dâm, xước lông mèo thôi nha các anh. Không quá sâu, không quá to này. Và 3m3, cây này cứng tầm 3.5H. Độ cứng tầm 3.5H ạ. Câu nó không có bị quá dịu nha. Cái dòng cá suối vẫn thoải mái này. Ngắn gọn, tiện lợi bảo ba lô mang theo. Hoặc là cốp xe nha, đều được hết. Ngọn 0.7 ly, trọng lượng 67g. Mã số 9 giá cần 700.000. Mã số 9 giá 700.000 ạ. Tiếp theo mã 10, một cây cần tay lóng ngắn dài 4m5. Cái này có ngọn là 0.6 ly. Ngọn cần ngọn 0.6 ly. Xoắn nổi từ lóng thứ hai này. Ở đây là những cái vết keo nha các, vết keo mình có thể gỡ ra ạ. Đây, có thể gỡ ra nha, nó sẽ không ảnh hưởng gì đến phôi cả. Chờ cái lớp vỏ 2K bên ngoài thôi. Lớp vỏ 2K bên trên về mặt nước sơn. Cái này dài 4m5, cần ra thẳng không võng này, độ cứng thì tầm 3H. Ngọn 0.6 ly, trọng lượng 144g. Mã số 10 giá 550.000. Mã cần số 10 có giá là 550.000 ạ. Và tiếp theo mã 11. 11 sẽ là một cây cần tay dòng Rambo nha các. Rambo chiều dài 3m2. Cây này của Hàn Quốc này, Hàn Quốc xuất Nhật. Nó có tổng cộng là 7 lóng nha. Có tổng cộng 7 lóng. Cây này thu gọn dài hơn cây kia một tí, tí xíu thôi. Cây này thu gọn nó 56cm nha các. 56cm, phôi carbon xoắn tất cả các lóng luôn này. Ngọn thì là 0.7 ly. Ngọn cần ngọn 0.7 ly. Xoắn nổi từ lóng thứ hai. Xoắn nổi từ lóng thứ hai trở đi nha. Còn đẹp này, 3m2. Thích hợp rojit hoặc là các anh câu suối cũng được nha. Độ cứng nó tầm là 3H. Câu có cảm giác này, không bị cứng quá cao. Ngọn 0.7 ly, trọng lượng 73g. Mã cần số 11 giá 550.000. Mã cần 11 ạ, và cây này có giá là 550.000. Tiếp theo mã 12 này. 12 là một cây hãng siêu style nha các anh, của Hàn Quốc xuất Nhật, dài 5m4. Cây này thì có độ chế lại cái phần nắp chụp đít nha. Siêu style 5m4 ạ. Và ngọn cần ra ngọn 0.7 ly. Để mở căn xem phô lóng này. Phô lóng của nó còn rất là sáng luôn nha. Nó còn được khoảng tầm là 85%. Còn 85% ạ. Phô lóng sáng đẹp này. Có xước sát li ti. Này, xước chủ yếu là ở lóng này nha các. Xước chủ yếu là ở những cái lóng mà gần cuối nha. Nó bị xước dạng lông mèo. Và độ cứng này khoảng tầm là 3H ạ. Tầm 3H, ngọn 0.7 ly. Trọng lượng 233g. Và cây này mã số 12 có giá là 500.000. Mã cần 12 nha, giá 500.
Và cái này nếu mà đang còn mới á, thì em bán giá hiện tại là 850 900 nghìn nha các anh. Và tiếp theo mã 13 này, 13 sẽ là một cây cần tay lóng ngắn của Gamakatsu ạ. Cần tay lóng ngắn Gamakatsu. Cái này thu gọn của nó tính cả nắp chụp là 52cm, không nắp chụp 50cm nha. Nhỏ gọn, bỏ ba lô mang theo rất là tiện. Thích hợp để mà mình câu suối nè. Vì cần ngọn dịu nha các anh. Ngọn dịu thích hợp câu suối. Phôi lóng và cả ngọn thì đều zin hết luôn. Màu nước sơn rất là mới. Mới ken luôn này. Cái này nước sơn của nó em thấy được 95%. 95% ạ. Đấy, sáng bóng luôn nha các anh, nãy giờ chưa thấy vết xước nào luôn. Cần rất là đẹp này. Gamakatsu 5m3 nha, 5m3. Và độ cứng nó khoảng tầm là 2.5H. Anh nào mà câu ngọn dịu quá, câu cảm giác thì có thể tham khảo qua cây này. Câu cảm giác nha, Gamakatsu 5m3. Ngọn là 0.6 ly, trọng lượng 138g. Mã cần 13, giá 1.150.000. Mã 13 và giá cần là 1.150.000 ạ. Và tiếp theo mã 14 này. 14, một cây cần có túi đi kèm nha các. Có túi đi kèm, cái này là hàng sưu tầm nha. Hàng sưu tầm, Olympic nè. Inchutter, dài 5m3 ạ. Còn phôi nó sẽ là phôi xoắn vân, xoắn gân ở trên bề mặt này luôn nha. Olympic, tem vàng đầy đủ. Tay cầm này á, thì sẽ được làm nhám là mình cầm rất là chắc tay luôn ạ. Cầm rất chắc tay. Thu gọn này, tính cả nắp chụp là 50cm, không nắp chụp là 48cm nha. Cực kỳ nhỏ gọn luôn. Và siêu nhẹ. Siêu nhẹ, hàng siêu tầm này. Mới ken nha các anh, ngọn nó thì màu nước sơn xanh rêu như này. Đây là lóng nguyên zin nha, phôi lóng là đều nguyên zin hết. Tới lóng này thì sẽ xoắn gân này, hình như là lóng thứ tư thì sẽ xoắn gân cho các anh. Mới ken luôn nha các anh, mới 90% đổ lên. Mình có siêu tầm á thì có thể tham khảo qua những cái này. Hàng siêu tầm. Và cần ra thẳng tóc này. Ra rất là thẳng, cây này độ cứng nó khoảng tầm là 3 đến 3.5H. Ngọn 0.6 ly, trọng lượng 123g. 123g, mã số 14 nha. Mã cần 14 có giá là 3.650.000. Mã cần 14 giá là 3.650.000 ạ. Và tiếp theo mã 15 này. 15, một cây cần của hãng Suyumi. Suyumi, cần tay gãy rô giết, chiều dài 2m7. Phôi cần sẽ là phôi carbon. Có 3 lóng tất cả nha các anh. 3 lóng tất cả và em thấy thì cũng còn được 85-90%, không có xước xáy quá nhiều. 3 lóng thì, ngoại hình còn được tầm 90% và độ cứng cái này tầm 3.5 nha. 3.5. Ngọn sẽ là 0.6 ly, trọng lượng 72g. Trọng lượng 72g. Và cái này có mã số 15, giá 600.000. Mã cần 15 có giá là 600.000 ạ. Tiếp theo mã 16 là một cây cần tay ráp khúc của Daiwa nha các. Daiwa cây này dài 2m4. Chiều dài cần 2m4 ạ. Phôi carbon giả phân trúc này. Đây mở ra xem. Tay cầm sẽ được uốn chỉ nha. Nó được uốn chỉ như này. Màu nước sơn sẽ là màu giả trúc. Còn đầu bu là xoay 360 độ chống xoắn cho mình. Nguyên zin nguyên bản. Ngoại hình 99%. Cứng tầm 3.5 đến 4H. Ngọn là 1 ly 3, trọng lượng 45g. Mã số 16 giá 950.000. Đai qua nha, mã 16 giá 950. Có đi kèm túi đầy đủ ạ. Tiếp theo mã số 17 này. Mã 17 sẽ là một cây cần tay nha các. Một cây cần tay dạng rút nha. Dạng rút, mình bỏ vào cái lóng vào bên trong á, mình rút ra trên kia. Cây này thì nó dài 4m8 nha các. Chia dài cần 4m8. Có tem vàng này. Tem vàng đầy đủ hết luôn. Phôi sẽ là phôi carbon xoắn nha. Có cái lóng ở ngoài này thì nó sẽ xoắn dạng caro này. Đây là ngọn zin của cần luôn nha các anh. Ngọn zin theo cần. Độ cứng của nó khoảng tầm 3 đến 3.5H nha. À, tầm 3H. Độ cứng tầm 3H ạ. Phôi carbon xoắn toàn thân nè. Phôi tương đối là dày. Và ngọn cần 0.8 ly, trọng lượng 132g. Mã 17 giá 1.150.000.
Mã cần 17 giá 1.150.000 nha. Cần vừa câu vừa có thể sưu tầm cần đẹp này. Và tiếp theo mã 18 ạ. 18 sơ một cây cần tay si vàng gấp khúc, chiều dài 4m2, độ cứng nó khoảng tầm 3H, 3 đến 3.5H. Này mà các anh xem ạ. Chiều dài 4m2 này, tay cầm quấn chỉ nha. Và màu nước sơn giả vân trúc toàn thân luôn ạ. Cây này có ngọn là ngọn cần sẽ là ngọn 1 ly 2. Ngọn 1 ly 2. Và trọng lượng là 80g nha các anh, cứng tầm 3.5H. Mã số 18 giá 1.650.000. Mã cần 18 giá 1.650.000. Và tiếp theo mã 19 nè, một cây cần tay 7m2 nha. Cần tay 7m2 có đi kèm nắp chụp. Cái này ngọn nó là 0.7 ly. Ngọn 0.7 ly. Câu cảm giác này, sặc rằng là các anh có thể săn chấm chép nha. Câu hồi dịch vụ này, dòng cá thoải mái. Cần nhật ngọn diệu thì nó sẽ cong vút luôn nha các anh, cái ngọn nó sẽ cong vút luôn. Cho các anh cứ yên tâm, cái là dòng cá này. Chiều dài cần 7m2. Và cái này ra cũng tương đối thẳng nha, tương đối thẳng. Nó cứng tầm là 3 đến 3.5H ạ. Và ngọn là 0.7 ly, trọng lượng sẽ là 380g. 380g, mã cần số 19 nha. Cái này mã 19 cần có giá là 1.150.000. Mã cần 19 giá 1.150.000. Có nắp chụp đi kèm. Và tiếp theo mã số 20 nha. Mã 20 sẽ là một cây cần tay 8m1 ạ. Cần tay săn hàng 8m1, ngọn to, ngọn 1 ly 6. Ngọn to, ngọn 1 ly 6 này. Đầu bô xoay 360 độ chống xoắn. Và phôi nó, lòng phôi này xoắn caro nha các. Lòng phô xoắn caro cực kỳ đẹp luôn nha. Rất đẹp, ngọn 1 ly 6 ạ. Dài 8m1. Phôi lóng thì nó cũng xước sơ sơ như này thôi, chứ không có dập gãy. Phôi lóng còn tốt này. Ngọn cần là 1.6 ly và trọng lượng là 568g. Trọng lượng 568g. Cái này các anh săn chấm đen câu chép nha. Săn chấm đen hoặc là câu trô câu chép. 8m1 mà ra cần thẳng tưng luôn nha các. Cây này cứng tầm 5H ạ. Cứng tầm 5H. Ngọn là 1 ly 6, trọng lượng là 568g. Mã 20. Mã 20 giá cần 1.250.000. Mã cần 20 nha, giá 1.250.000 ạ. Có túi vải đi kèm. Tiếp theo 21 là một cây Heiichi quạng Shimano nha các. Cần Heiichi Shimano. Cái này chiều dài của cần sẽ là 2m1 nha, 2m1 và độ cứng đây, mà các anh xem. Nó cứng tầm 20. Cần cứng tầm 20, không quá cứng. Câu vẫn có rất là cảm giác này. Vẫn rất là cảm giác nha. Chiều dài cần 2m1 ạ. Khuyên nó sẽ là dạng khuyên sứ xám nha các. Trên Fuji sứ xám. Phôi thì là phôi xoắn gân ít toàn thân luôn. Phôi carbon xoắn gân ít toàn thân. Hãng Shimano. Bát Fuji FS6 bắt gập ạ. Bắt gập. Ngọn là 1 ly 2, trọng lượng 140g. Mã 21 giá 950.000. Mã cần 21 giá 950 nha các anh. Tiếp theo 22 nè, một cây cần Heiichi của Sakura ạ. Sakura, cây này dài 2m1 ạ. Chiều dài cần là 2m1 và độ cứng nữa đây. Khoảng tầm 25-30 nha. Quấn chỉ từ đầu cho đến đây nè. Mà tăng độ chịu lực khi mà đóng cá. Còn khuyên sao khuyên Fuji, loại sứ xám. Cần Heiichi Sakura ạ. Bát Fuji chữ vàng dạng bát vặn này. Tay cầm quấn chỉ quấn dây mây. Và ngọn sẽ là 1 ly 3, trọng lượng 205g. Mã 22 giá 600.000. Mã cần 22 giá 600 ạ. Tiếp theo 23. 23 sẽ là một cây ISO Dynamic nè. Hãng Daiwa, dài 5m3, độ cứng 3. Cái này của Hàn Quốc nha các anh. Có tem vàng này. Bát Fuji chữ vàng dạng bát gập luôn. Và ngọn thì ngọn 1 ly 5. Cần có 3 khuyên chạy tất cả này. Ngọn 1 ly 5. Phôi carbon xoắn từ lóng ngọn luôn. Và tới lóng thứ 3 này thì nó sẽ xoắn nít nha. Tới lóng thứ 3 sẽ xoắn nít. Khuyên cần là khuyên Fuji loại sứ xám. Và độ cứng 3, độ cứng cao nha các. Câu đơn gần cầu cản luôn này. Ra thẳng tóc luôn. Độ nảy cao. Nếu hạ cần tay cây này gần 5H ạ. Tầm 4.5 đến 5H cây này nha. Nếu hạ cần tay.
Ngọn là 1 ly 5, trọng lượng 276g, mã cần 23, giá 850.000. Mã 23, giá cần 850.000 ạ. Và tiếp theo mã 24 này, 24 một cây ISO dạng rút nha các anh. ISO khoang lớn đai qua, dòng monocarbon này, GI 3m, độ cứng 50. Nó bếp này thì độ chế nha các anh, nhưng vẫn vặn ra được này. Vẫn vặn ra được và nó cũng không có quá dài ra đâu nha. Không quá dài, cũng vừa này. Vẫn vặn được. 3m cứng 50, khoen toàn bộ khoen Fuji xứ xám, phát Fuji chữ vàng. Đai qua ạ. Xứ sơn Liti này. Không tránh khỏi đâu nha các. Xứ sơn là không tránh khỏi này. Quan trọng phôi lóng còn tốt cho mình ạ. Cái này thì nó có 3 khoen chạy tất cả này. 3 khoen chạy tất cả, độ cứng 50 nha, có thể câu ngâm lăn xê được ạ. Ngâm lăn xê được. Dài 3m, độ cứng cao này. Và ngắn gọn luôn, các anh có thể tiện lợi mang theo. Cái này ngọn nó là 1 ly 8, trọng lượng 288g, mã 24 và giá cần là mã 24 giá 800.000, thu gọn 70cm, mã 24 giá 800.000 ạ. Và tiếp theo mã 25 sẽ là một cây cần ISO nha các. ISO khoen lớn dài 3m3 này. Dài 3m3. Phôi carbon luôn, bát Fuji, chữ vàng bắt gặp. Khoen cần thì toàn bộ là khoen hãng. Toàn bộ là dàn khoen hãng như này. Phôi xoắn từ lóng ngọn này. Nó có 3 lóng và 3 khoen chạy tất cả luôn nha các. 3 lóng và 3 khoen chạy. Cái này độ cứng sẽ khoảng tầm là 20 nha. Tầm 20. 20-25 luôn. Sẽ cứng cao một tí. Ngọn 1 ly 8, trọng lượng 198g, mã số 25, giá cần 500.000. Mã 25 giá cần 500.000 ạ. Và tiếp theo mã 26 sẽ một cây cần lua dạng lua rút nha. Lua rút. Đấy, anh nào thích câu lua cần dài á, nhưng mà không có thích cồng kềnh quá, hai khúc thì nó sẽ rất là dài thì mới có thể chọn cây cần rút này. NFT Enos Safety Shot ạ. Chi dài 3m3, có 3 lóng tất cả này và độ cứng M. Mã code tem vàng, bát Fuji các bạn. Và ngọn cái này là 2 ly 3 nha. 2 ly 3, 3 lóng và 3 khoen chạy tất cả này. Có định vị nha các anh, có định vị khoen. Chiều dài là 3m3, độ cứng M nha. Câu lua cá lóc, cá chĩm đều được nè. Và ngọn sẽ là 2 ly 3, trọng lượng 213g, mã 26, giá cần là 1.150.000, mã 26 giá 1.150. Tiếp theo mã 27 sau một cây ISO Shimano dài 5m3, độ cứng 5 ạ. Cái này hàng Singapore xuất Nhật nè. Có mã code, có tem vàng. Hàng Shimano nha, bát Fuji, chữ vàng, dẫn bát vặn. Và ngọn cần là ngọn 1 ly 8 ạ. Ngọn cần ngọn 1 ly 8. Cái này nó có 4 khoen chạy tất cả luôn. Khoen thì là khoen Fuji xứ xám này. Độ cứng 5, đánh bạo lực nha các. Câu bạo lực, ngâm lăng xê nè. Các anh câu sông, câu hồ. Nếu mà hạ cần tay cây này đánh sang hàng tầm 6-7H nha. Hạ cần tay cây này cứng cao. Phô sẵn ít. Phô sẵn ít cho mình. Có xước xác nha. Có xước. Cái này chinh chiến khá là nhiều này, nhưng mà phô không dập nha các, không dập không gãy. Phô xịn Shimano này, vẫn gần ít toàn thân. Ngọn là 1 ly 8 ạ, và trọng lượng còn xa 426g, mã 27 giá 1.350.000. Mã 27 giá 1.350, có túi, có nắp đi kèm ạ. Tiếp theo mã 28 này là một cây cần phơ ly nha. Một cây cần phơ ly, chiều dài nó sẽ là 2m1. Chiều dài 2m1, độ cứng tầm thăng 4 nha các. Phơ ly của hãng Olympic. Không phải nha các, hàng nhập vải nha. Hàng nhập vải thôi. 2m1, độ cứng tầm thăng 4 ạ. Khoen của nó sẽ dạng như này nha. Đây là cần phơ ly, là khoen zin của nó như này nha các. Khoen zin của phơ ly này, 2m1, cứng thăng 4 ạ. Tay cầm thì là cán gỗ này, còn đây là bát zin luôn nha. Bát zin Olympic, còn hãng Olympic ạ. Ngọn 2 ly 2, trọng lượng 56g, siêu nhẹ luôn. Mã 28 giá cần 600.000. Mã 28 giá 600 ạ. Tiếp theo mã 29 là một cây Fly dòng Beta Fishing.
Chiều dài là 2m28, độ cứng thăng 4 đến thăng 5. Beta fishing nha các anh. 2m28 cứng thăng 4 thăng 5 là hàng Korea ạ. Hàng Korea xuất Nhật. Các anh có thể gắn vào con máy Fly này mình câu bình thường nha. Gắn vào câu bình thường. Gắn vào rất là hợp luôn nha các anh, nguyên một bộ này. Các anh nào mà lấy một bộ thì em sẽ miễn phí ship nha. Miễn phí ship thì mình vặn xuống là được này. Combo cần và máy Fly thì miễn phí ship luôn nha các anh. Cái này em thấy còn sáng này, 95%. Độ mới cao 95% ạ. À. Khuyên cái là khuyên Fuji này. Còn lại là toàn bộ lại là khuyên zin của cần nha các anh. Khuyên Fly. Full carbon xoắn. Ngọn sẽ là 1 ly 6, trọng lượng 77g. Mã cần 29, có giá là 550.000. Mã 29 giá cần 550.000. Và cuối cùng nha, mã 30 là một cây lu máy ngang này. Lu máy ngang, em thấy cây này nước sơn đẹp. Các anh có thể tham khảo về mình trải nghiệm nha. Chiều dài 2m1, độ cứng M. Tải mồi 7-20g, tải cá 8-17 lb nha. 8-17 lb. Nó khoảng gần hơn 7kg cá. Hơn 7kg cá nha các anh. Cái này là hàng China này. Khuyên á, thì là khuyên hãng. Cần máy ngang nha. Máy ngang mình lắp con máy ở trên. Nước sơn cây này sáng đẹp ạ. Mình lắp máy ở trên này. Bát thì bát hãng, bát vặn luôn. Tay cầm là dạng mút cứng. Và ngọn là 1 ly 6, trọng lượng 132g. Mã cần cuối cùng 30 nha. Có giá là 650.000. Mã 30 giá cần 650.000. Và em xin phép kết thúc video tại đây ạ. Cảm ơn các anh cần thủ đã xem hết video của kênh em. Ủng hộ em một lượt like, một lượt đăng ký kênh nha. Và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất ạ. Chúc anh cuối tuần đi câu may mắn, lên cá rực rỡ nha.